Kết quả bóng đá World Cup 2022 hôm nay, ngày 7 tháng 12, lịch thi đấu tứ kết mới nhất. Hôm nay ngày 7 tháng 12, hai trận đấu cuối cùng ở vòng 1/8 đã diễn ra vô cùng kịch tính và đầy bất ngờ. Hai cái tên sáng giá cuối cùng đã được ấn định để bước vào vòng tứ kết World Cup 2022. Tây Ban Nha thua cay đắng trước Maroc trong loạt đá luân lưu định mệnh, chính thức dừng bước tại vòng 1/8. Vòng 1/8 World Cup 2022, Maroc đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha và buộc Bottas phải trải qua 120 phút cũng như là bước vào loạt luân lưu định mệnh. Bị đánh giá thấp hơn, Maroc chủ động chơi quyết liệt để hạn chế những pha phối hợp ngắn, sở trường của Tây Ban Nha. Đại diện châu Phi thậm chí mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 12, từ chấm đá phạt gần vòng cấm, Hakimi thực hiện cú sút đi sát xà ngang khung thành của Tây Ban Nha. Phải đến phút 25 thì Tây Ban Nha mới có được cơ hội đầu tiên từ tình huống thủ môn Bonu chuyển lỗi. Gavi dứt điểm dội xà ngang khung thành của Maroc nhưng người chuyền bóng là Ferran Torres bị thổi phạt việt vị. Chỉ một phút sau đến lượt Asensio băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm ở góc hẹp đi ra cạnh ngoài lưới. Nửa sau hiệp 1, Maroc vùng lên chơi song phẳng với Tây Ban Nha. Phút 42, Buffon xử lý lắt léo bên cánh trái trước khi tạt vào để Alves đánh đầu đi sạt xà ngang, khiến cho các cổ động viên Tây Ban Nha phải thao tim. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao mà không có bàn thắng nào. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục bế tắc trước hàng thủ số đông và chơi kín kẽ bên phía Maroc. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Bottas mới tạo ra được cơ hội đáng chú ý. Olmo thực hiện quả tạt khó chịu đưa bóng về phía góc thấp cột xa. Rất may cho Maroc là thủ môn Bonu vẫn kịp đổ người đẩy bóng cứu thua. Bất phân thắng bại sau 90 phút chính thức, Maroc và Tây Ban Nha phải bước vào hiệp phụ. Phút 104, hàng thủ của Tây Ban Nha bị đánh bại sau pha phối hợp rất hay của Maroc ở trung lộ. Tiếc rằng cú dứt điểm chìm của Chedira không thắng được thủ môn Simon trong pha đối mặt. Tây Ban Nha cũng có quyền tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ ở những phút giây bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Hàng thủ Maroc bỏ quên Sarabia trong vòng cấm, tiếc rằng cầu thủ số 22 của Tây Ban Nha lại dứt điểm trúng cột dọc. Hòa không đều sau 120 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tại đây Maroc bản lĩnh hơn Tây Ban Nha khi thực hiện thành công 3 trong tổng số 4 lượt sút. Ngược lại thì Sarabia, Soler và Busquets đều đá hỏng khiến cho Bottas nhận thất bại 0-3. Qua đó nhìn Maroc giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2022. Tỷ số chung cuộc, Maroc không đều trước Tây Ban Nha. Luân lưu, họ giành chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha. Ronaldo ngồi dự bị, Bồ Đào Nha thắng hủy diệt 6-1 trước Thụy Sĩ, băng băng vào tứ kết World Cup. Vào rạng sáng ngày 7 tháng 12 theo giờ Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên trưởng Santos nhấn chìm Thụy Sĩ để gặp Maroc ở tứ kết World Cup. Thụy Sĩ từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha ở lần đối mặt gần nhất tại Nations League. Tuy nhiên, mọi tính toán của huấn luyện viên trưởng Murat Yakin cho trận đấu tới tại vòng 16 đội World Cup đổ bể bởi một cái tên mới toanh là Goncalo Ramos. Ở trận đấu mang tính chất knockout và không có chỗ cho sai lầm, Ramos, cầu thủ mới có 3 lần ra sân ở cấp tuyển, bất ngờ được chọn đá chính thay siêu sao Ronaldo. Tiền đạo 21 tuổi ngay lập tức tỏa sáng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, qua đó trực tiếp đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết World Cup lần đầu tiên từ năm 2006. Ngay phút 17, Ramos nhận đường truyền từ Felix trong vòng cấm. Sao trẻ 21 tuổi, khâu chế một nhịp rồi xoay người dứt điểm quyết định, tung nóc lưới Thụy Sĩ. Bàn mở tỷ số từ khá sớm giúp cho Bồ Đào Nha chơi thăng hoa. Đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Fernando Santos rũ bỏ hình ảnh bạc nhược, bế tắc trước Hàn Quốc ở vòng bảng để trình diễn một lối chơi mềm mại, uyển chuyển ở cả trung lộ lẫn hai biên. Mỗi pha lên bóng của Selecao đều sẽ khiến cho khung thành của Thụy Sĩ chao đảo. Ngay cả một lão tướng 39 tuổi như Pepe thì cũng có ngày thi đấu ấn tượng. Anh đánh giá các trung vệ áo trắng trong hầu hết các tình huống không chiến. Phút 33, cựu trung vệ Real Madrid đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho nhà vô địch Euro 2016. Cách biệt hai bàn chưa làm hài lòng Bồ Đào Nha. Selecao đẩy cao đội hình gây sức ép ngay đầu hiệp 2 và sớm có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Phút 51, Ramos lập cú đúp với pha dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo của Dalot. 4 phút sau, Ramos tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Rafael Guerrero xâm nhập vùng cấm, nâng tỷ số lên 4-0. 4 bàn thua đánh gục tinh thần của Thụy Sĩ, những gì mà Sakuri cùng với đồng đội làm được chỉ là bàn danh dự sau pha đánh đầu cận thành của Manuel Akanji ở phút 58. Phút 67, Ramos hoàn tất hat-trick đồng thời nâng tỷ số lên 5-1 cho Bồ Đào Nha.
sau một tình huống chạy chỗ, bấm bóng đầy tinh tế, không cho Sommer cơ hội cản phá. Khoảng 15 phút cuối trận thì Ronaldo được vào sân, anh không để lại dấu ấn nào đáng kể ngoại trừ cú sút chân trái tung lưới Thụy Sĩ ở phút 84. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Phút 90+1, Rafael Leao ấn định tỷ số 6-1 cho Bồ Đào Nha bằng một pha đột phá bên cánh trái, trước khi dứt điểm kỹ thuật khiến cho Sommer đứng chôn chân. Trận đấu trên sân Lusain khép lại với chiến thắng ngang tỷ số của một set tennis dành cho Bồ Đào Nha. Ở tứ kết, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chạm trán Maroc, đội tuyển vừa đánh bại Tây Ban Nha bằng loạt luân lưu. Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2022 mới nhất hôm nay. World Cup 2022 xác định được 8 đội tuyển mạnh nhất lọt vào vòng tứ kết sau những chiến thắng xứng đáng ở vòng 1/8. Sau 8 trận đấu của vòng 1/8 thì những đội tuyển giành quyền đi tiếp lần lượt là Hà Lan, Argentina, Pháp, Anh, Croatia, Brazil, Maroc và Bồ Đào Nha. Vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra từ ngày 9/12. Những cặp đấu của vòng tứ kết là Hà Lan với Argentina, Pháp với Anh, Croatia với Brazil, Maroc với Bồ Đào Nha. Tất cả các trận đấu đều được tường thuật trực tiếp trên VTV2 và VTV Cần Thơ, VTV3 và VTV Cần Thơ, theo hai khung giờ là 22 giờ và 2 giờ.